Hello, tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh của Rush Rush, và Rush Rush xin gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả các anh em đang xem ở Facebook và YouTube. Thì vẫn như mọi khi, mỗi video thì Rush Rush sẽ đem một sản phẩm mới và độc lạ đến cho anh em biết. Thì anh em nào biết rồi thì có thể coi và tham khảo qua ở bên shop, còn anh em nào chưa biết thì shop sẽ giới thiệu cho anh em biết thêm về những món sản phẩm này. Thì các anh em có thể thấy ở đây thì Racing Group đã để ra, đó chính là tay thắng Racing Boy, mà tay thắng này là tay thắng đùm nha anh em. Tay thắng Racing Boy này thì được làm cắt từ nhôm CNC nên là nhìn khá là đẹp. Hai mặt đều có chữ Racing Boy, và cái đặc điểm của cái tay thắng này đã nằm ở đây nè. Giống như tay thắng số số thì thay vì chúng ta chỉnh nấc thì ở đây anh em chỉnh bằng cái phần cục xoay này đó, cái thể cái ra cái vô anh em kéo ra để tăng cái giống như là anh em thấy nó ngắn quá và bóp chưa có đủ tầm tay của chúng ta thì chúng ta tăng lên, là kéo ra tăng nè, đó là nó sẽ giữ nguyên ở vị trí này, nó chỉ nhích một chút thôi đó. Và xài cái này thì cũng như mọi khi mình khuyên anh em là nên vừa tầm tay của chúng ta chứ không nên mà chỉnh quá cứng hay là để rồi quá mềm á, mà chúng ta bóp thì sẽ không quen tay và gây ra những ảnh hưởng đến xe của chúng ta là thứ nhất, và có thể gây đến tai nạn anh em, nên là anh em phải chuẩn bị trước, đó chính là chỉnh cái tay thắng này vừa tầm tay của chúng ta thôi. Chúng ta không nên chỉnh quá tầm tay rồi xong đi không quen sẽ gây ra nhiều thứ gọi là khá là nguy hiểm cho chúng ta lẫn người đi đường khác anh em đó. Và anh em nào muốn sở hữu ngay một cái tay thắng rất xinh môi như này thì anh em có thể đến với địa chỉ 21 Lê Thị Hoa, phường Bình Triệu, quận Thủ Đức. Còn không thì anh em nhắn tin qua Facebook hoặc Zalo của shop để đặt hàng một cái tay thắng Racing Boy có thể chỉnh như này nha anh em. Đó. Và màu sắc về các loại thắng thì bên mình luôn luôn đầy đủ. Do mình quay video á, cái chỗ mình quay nó không có đầy đủ màu nên là mình lấy tạm ra mình quay để mình giới thiệu cho anh em biết đến. Còn khi mà anh em muốn mua màu sắc đó thì anh em có cứ nhắn tin và nhân viên bên mình sẽ trả lời và chốt đơn hàng cho anh em lấy cái màu đúng như anh em thích nha anh em. Ok, và giờ thì chờ anh em.